Nhận định Thanh Hóa với Hải Phòng 18 giờ 0 phút ngày 18 tháng 8. Cập nhật thông tin trước trận, đấu đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Vòng 21 V-League, hai đội bóng đang có phong độ tệ hại thời gian gần đây là Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ đối đầu với nhau. Vào thời điểm này thì bất cứ điểm số nào với cả hai đội đều rất đáng quý và họ sẽ giành giật từng điểm để hoàn thành mục tiêu trụ hạng của mình. Thanh Hóa đã có lúc chơi cực tốt và nằm ở top đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chuỗi trận tệ hại gần đây đã khiến đội bóng này trôi xuống vị trí thứ 10. Trong 5 vòng đấu gần đây, đội bóng này thua tới 4 và chỉ hòa 1 trận. Điều đó giải thích nguyên nhân tại sao họ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Với chuỗi trận kém cỏi đó, mục tiêu trụ hạng lại trở lại với đội bóng xứ Thanh và trận tiếp đón Hải Phòng ở vòng 21 này. Thầy trò huấn luyện viên trẻ Mai Xuân Hợp phải cố gắng chấm dứt mạch trận kém cỏi vừa qua. Với việc Hải Phòng cũng đang không có được phong độ tốt và đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng, thì một chiến thắng là điều khả thi với đội chủ nhà. Hải Phòng đang có một mùa giải tệ hại, và nếu cứ chơi thế này thì việc đội bóng thành phố càng phải xuống hạng là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy thì phong độ thời gian gần đây của Hải Phòng vẫn còn tốt hơn Thanh Hóa khi họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 vòng đấu gần đây. Với 23 điểm trong tay, nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa thì Hải Phòng sẽ vượt qua chính đối thủ của mình trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, đá trên sân khách chưa bao giờ là một điều dễ dàng, và nhiều khả năng Hải Phòng sẽ chỉ có được một điểm ở vòng 21 này. Kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 0.05 nghiêng về chủ nhà Thanh Hóa. Với tỷ lệ kèo này thì người chơi soi kèo nên đặt cửa cho đội khách Hải Phòng thì cơ hội thắng cuộc sẽ cao hơn, bởi rất nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Soi kèo tài xỉu, ở lượt đi mùa giải này, Thanh Hóa và Hải Phòng đã chia điểm trên sân Lạch Tray với tỷ số 2-2, nhưng ở trận lượt về thì tỷ số trên khó có thể lặp lại và sẽ có ít bàn thắng hơn. Chính vì vậy, với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi chọn kèo xỉu sẽ có nhiều cơ hội thắng cuộc hơn.